Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay ngày 14 tháng 11, không khí lạnh xuống nước ta từ chiều qua đã ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ, một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở dịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7 giật cấp 8. Dự báo ngày và đêm nay ngày 14 tháng 11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa rào. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, dùng núi từ 12-15 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-20 độ. Dự báo đợt không khí lạnh này kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 11 từ ngày 18 tháng 11, thêm một đợt không khí lạnh nữa tràn xuống nước ta, kéo dài đến 21 11. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy dân Quốc gia, các đợt không khí lạnh có khả năng gây rét trong một số ngày dư 14 11 và từ 19 đến 20 11 cho Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, không khí lạnh cũng sẽ gây gió mạnh cấp 6 7, giật cấp 9 cho toàn bộ khu vực Bắc và giữa Biển Đông, dùng biển dịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ.